Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với em Min điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Cavani dễ dàng ghi 25 bàn cho MU mùa tới. Đàm phán tiến triển, MU rất gần thỏa thuận ký Varane. Đã đến lúc MU có xuất xa vô địch Europa League và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Đàm phán tiến triển, MU rất gần thỏa thuận ký Varane. Mang về một trung vệ chất lượng nằm trong số ưu tiên hàng đầu của Man United. Đáng chú ý, báo giới châu Âu loan tin Rafael Varane một lần nữa lọt vào tầm ngắm của Quỷ Đỏ. Hiện tại, cơ hội để Man United chiêu mộ Varane là khá cao. Được biết, Man United đã gõ cửa liên hệ và có kế hoạch đưa Varane về Old Trafford. Cụ thể, nhà báo Jose Alvarez khẳng định Man United đã có những bước tiến triển trong việc đàm phán với Varane và khả năng thành công là không hề nhỏ. Đáng chú ý, Real Madrid sẵn sàng để Varane ra đi vào mùa hè này với giá 60 triệu bảng. Hiện tại, Man United đang nỗ lực giảm mức giá này xuống còn 45 triệu bảng trong bối cảnh Varane chỉ còn một năm nữa là đáo hạn hợp đồng. Declan Rice đòi đến MU. MU tràn đầy hy vọng giành chữ ký của Rice theo phản ứng mới nhất của tiền vệ người Anh. Báo chí Anh đưa tin, Rice vừa yêu cầu West Ham để anh được chuyển sang MU khi mùa giải kết thúc. Declan Rice hiện là nhân tố chủ chốt của West Ham, anh giúp đội bóng thành London đua top 4 Premier League. MU luôn quan tâm đến Rice, xôn xao muốn có cầu thủ 22 tuổi này để tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa. Nhiều khả năng, MU sẽ dùng Jesse Lingard để trao đổi với West Ham lấy Declan Rice. Cavani dễ dàng ghi 25 bàn cho MU mùa tới. Cựu danh thủ Owen Hunt-Liver khuyên Man United giữ chân Edinson Cavani thay vì chi 100 triệu bảng để chiêu mộ Erling Haaland hoặc Harry Kane. Cựu tiền vệ Quỷ Đỏ chia sẻ với BT Sport. Tôi nghĩ Cavani dễ dàng ghi 25 bàn cho Man United mùa tới nếu thi đấu trận vẹn với sự hỗ trợ của những cầu thủ trẻ. Cậu ấy là sự lựa chọn hoàn hảo trong vai trò cố vấn cho Marcus Rashford, Greenwood và Anthony Martial. Tôi chắc chắn sẽ giữ lại Cavani và dành tiền đầu tư cho vị trí khác. Tiền đạo người Uruguay đang chứng minh giá trị tại Man United trong giai đoạn cuối mùa giải. Rạng sáng qua, anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Granada, qua đó giúp đội chủ sân Old Trafford giành vé vào bán kết Europa League. Trước đó, Cavani cũng nổ súng ở trận thắng 3-1 trước Tottenham Hotspur. Bạn phải giữ Cavani, cậu ấy quá tuyệt vời. Hiệu suất ghi bàn của Cavani đã cho thấy điều đó. Tôi nghĩ ai cũng có Harry Kane hay Haaland. Nhưng với Cavani, bạn không cần chi 100 triệu bảng khi những vị trí khác vẫn còn đang thiếu, Hunt-Liver nói thêm. Cựu danh thủ người Anh cho rằng Man United cần một cầu thủ chạy cánh phải, một tiền vệ trung tâm và một trung vệ đẳng cấp. Ông khẳng định Cavani là sự lựa chọn yên tâm cho hàng công để huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bổ sung những vị trí quan trọng khác. Cựu tiền đạo PSG chuyển đến sân Old Trafford theo dạng tự do hè 2020. Trong mùa giải năm nay, anh ra sân 30 trận trên mọi đấu trường, ghi thi đấu hơn 1.600 phút và ghi 9 bàn. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Man United dự kiến tổ chức một cuộc họp vào tuần tới để thảo luận về tương lai của Cavani. Đội bóng nước Anh muốn giữ tiền đạo sinh năm 1987, nhưng Boca Juniors đã đưa ra lời đề nghị kéo dài 2 năm. Cavani sẽ sớm đưa ra quyết định với gia đình và người đại diện của mình. Đã đến lúc MU có xuất xa vô địch Europa League. Các nhà cái nhận định, cửa vô địch Europa League 2020-21 của MU là lớn nhất trong 4 đội lọt vào bán kết. Một ngày sau khi Champions League xác định được 4 cái tên lọt vào bán kết, Europa League cũng đã tìm được 4 đội mạnh nhất. MU đối đầu với AS Roma ở cặp bán kết đầu tiên, trong khi Villarreal sẽ gặp Arsenal ở trận đấu còn lại. Đây là lần thứ 18 Quỷ Đỏ thành Manchester lọt vào bán kết cúp châu Âu, nhiều thứ hai trong lịch sử nước Anh sau Liverpool với 19 lần. Đối với riêng Solskjaer, ông thầy người Na Uy có lần thứ 5 tiến đến vòng 4 đội mạnh nhất các giải đấu cúp kể từ đợt dẫn dắt MU. 4 lần trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã thất bại nên người hâm mộ Quỷ Đỏ khá lo lắng. Mặc dù vậy, các nhà cái vẫn tin tưởng MU sẽ đăng quang tại Europa League năm nay. Theo đó, hầu như tất cả các nhà cái tại châu Âu đều đưa ra tỷ lệ 1-1 hoặc 7-8, 10-11 cho kèo MU vô địch. Đây là tỷ lệ cực thấp, thậm chí còn thấp hơn năm ngoái 1-2, 8, cho thấy khả năng đăng quang của MU là cực cao. Đứng thứ hai trong danh sách là Arsenal với tỷ lệ cược 1-3 hoặc 1-2,75. Trong khi đó, Villarreal được đánh giá cao có cơ hội vô địch cao thứ 3 với tỷ lệ 1-4, còn AS Roma bị cho là yếu nhất với mức cược 1-5 hoặc 1-6. MU được đánh giá cao nhất cũng là điều dễ hiểu bởi họ là đội có thành tích tốt nhất trong 4 đội còn lại tại Europa League. Hiện tại, thầy trò Solskjaer đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và không thua trong 5 vòng tại giải ngoại hạng Anh gần nhất. Trong khi đó, Arsenal thi đấu cùng giải nhưng chỉ xếp vị trí thứ 9 và kém MU tới 18 điểm. Còn Villarreal và AS Roma đều xếp ở vị trí thứ 7 tại La Liga và Serie A và phong độ gần đây cũng không được tốt. Thêm vào đó, đội hình của MU cũng được đánh giá là tốt và có chiều sâu hơn hẳn. Villarreal không có ngôi sao nào quá nổi bật trong khi cầu thủ đáng chú ý nhất của AS Roma là Edin Dzeko đã 35 tuổi.
Ngay cả Arsenal cũng khó so sánh với MU khi đặt đội hình của hai câu lạc bộ lên bàn cân. Cặp đôi tiền vệ Bruno Fernandes và Pogba tạo nên sự khác biệt cho Quỷ Đỏ. Trong khi đó, Cavani càng về cuối cùng lại càng chứng minh được giá trị của mình trên hàng công. Tất nhiên, tất cả chỉ là dự đoán và đội bóng nào cũng sẽ còn cơ hội của riêng mình. Mặc dù vậy, cổ động viên của MU có quyền mơ ước về chức vô địch Europa League lần thứ hai trong 5 năm gần nhất. Sau tất cả, fan hâm mộ MU nợ Solskjaer và Ole Gunnar một lời xin lỗi. MU vẫn chưa thể tìm lại được những gì hay nhất và thăng hoa nhất thời hậu Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã đang cho người ta thấy những dấu hiệu tích cực về sự hồi sinh cũng như việc sẽ trở lại đỉnh cao như trong quá khứ. Góp công lớn vào chiến tích đó của đội chủ sân Old Trafford là Solskjaer và cả Ole Gunnar, những con người từng nhận nhiều chỉ trích từ chính các fan hâm mộ. Rất ít khi người ta thấy Ole Gunnar được ca ngợi, thậm chí còn liên tục bị giày vò là kẻ đang phá nát đội bóng thành Manchester. Sự yếu kém trong việc mua sắm cũng như nhiều chính sách phát triển kém hiệu quả với câu lạc bộ là lý do khiến người đàn ông ấy thường bị coi như kẻ gai trong mắt cổ động viên. Đã có lúc các fan hâm mộ MU thuê hẳn một chiếc máy bay riêng mang theo dòng thông điệp rõ ràng: Ole Gunnar, chuyên gia thất bại, ngay trên bầu trời Old Trafford, nơi mà các cầu thủ đang thi đấu. Đã có thời điểm ngôi nhà của người đàn ông bị chính cổ động viên đội bóng làm loạn vì họ cho rằng ông đang khiến MU đi xuống. Để rồi giờ đây, sau tất cả, có lẽ những con người ấy đang nợ Ole Gunnar một lời xin lỗi chân thành. Bởi nếu ông không kiên định vào những lựa chọn của chính mình và nghe theo truyền thông, thì có lẽ MU hiện tại đang được dẫn dắt bởi một cái tên khác như Pochettino, như Marc Allegri, chứ không phải là Solskjaer. Ole Gunnar dành niềm tin tuyệt đối cho vị thuyền trưởng tới từ Na Uy và cùng ông gây dựng lại câu lạc bộ sau thời kỳ khó khăn hậu Sir Alex Ferguson. Đã có lúc MU trải qua bao thăng trầm, có thời điểm chỉ thắng 6 trận trên sân nhà trong 9 tháng vào năm 2019. Đó thực sự là một quãng thời gian đen tối của bộ đôi Solskjaer và Ole Gunnar. Đầu mùa giải năm nay, MU khởi đầu tệ hại. Thất bại đậm 1-6 trước Tottenham ở Old Trafford khiến làn sóng chỉ trích Solskjaer đòi sa thải người đàn ông này ngày càng lớn hơn. Trước trận đấu nói trên, nhà riêng của Ole Gunnar bị tấn công. Và sau đó, mọi thứ trở nên thực sự khủng khiếp khi bao lời chỉ trích dồn nhiều vào vị phó chủ tịch đội bóng. Dẫu vậy, bỏ ngoài tai tất cả, Woodward cùng Solskjaer vẫn đồng tâm xây dựng MU. Quỷ Đỏ lột xác tới bất ngờ kể từ sau màn so tài ấy. Tính từ ngày 29 tháng 12 năm 2020 tới nay, đội bóng thành Manchester chưa bao giờ đứng ngoài top 2 ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh. Họ thậm chí đã từng có thời điểm vươn lên dẫn đầu giải đấu. MU chỉ thua 1 trên 25 trận đấu tại giải ngoại hạng Anh và đang có số điểm sau 31 vòng cao hơn nhiều so với Sir Alex Ferguson ở 6 trên 10 mùa bóng đầu tiên của vị thuyền trưởng này ở câu lạc bộ. Solskjaer cùng các học trò đang có 63 điểm, nhiều hơn 14 điểm so với cùng số vòng mùa giải năm ngoái và cũng cao hơn so với số điểm trung bình mà Quỷ Đỏ có được thời Sir Alex trong 10 mùa đầu tiên là 57,7. Rõ ràng, đó là lần dấu ấn mà Solskjaer đã tạo ra. Ai có thể nghĩ được rằng MU sẽ hơn Chelsea 9 điểm, hơn Liverpool 11 điểm, hơn Tottenham 14 điểm và hơn Arsenal 18 điểm cho tới thời điểm này của ngoại hạng Anh sau khi họ từng thua đậm 1-6 trước gà trống trên sân nhà hồi đầu mùa. Hơn 2 năm dẫn dắt MU, Solskjaer đánh bại Pep Guardiola 4 lần, 3 lần vượt qua Lampard, 2 lần hạ gục Pochettino cùng Jose Mourinho, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti với Marcelo Bielsa, đồng thời có một lần khiến Jurgen Klopp thành bại tướng. Những thống kê ấy không hề biết nói dối, cho chuỗi phong độ ấn tượng, cho bản lĩnh của một đội bóng lớn đã được hồi sinh dưới thời Solskjaer. Và tất nhiên, những điều đó tới từ sự kiên định của Ole Gunnar. Ông không vội sa thải Solskjaer như cách từng làm với David Moyes hay Louis van Gaal, hoặc phần nào đó là Jose Mourinho. Bởi vì phó chủ tịch ấy biết vị chiến lược gia người Na Uy am hiểu thế nào về truyền thống của câu lạc bộ và biết cách làm sao để truyền đi ngọn lửa chiến đấu cho mọi cầu thủ ở đội bóng. MU dưới thời Solskjaer cũng không mua sắm nhiều, đó là điều khiến Ole Gunnar luôn bị chê trách và bị chỉ trích vì sự non nớt và chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng hãy nhớ lại mà xem, những Bruno Fernandes, Harry Maguire, Daniel James, Odion Ighalo, Van de Beek và Edinson Cavani, các cầu thủ ấy ít nhiều đều đã tạo ra dấu ấn riêng biệt tại câu lạc bộ để giúp đội bóng có được thành công. Pogba đẳng cấp không thể phủ nhận. Ở thời điểm này, đang là phiên bản tốt chưa từng thấy của Pogba ở MU. Kể từ khi tiền vệ người Pháp trở lại Old Trafford với mức giá kỷ lục 89 triệu bảng vào mùa hè năm 2016. Không ai biết tại sao Pogba lại mất nhiều thời gian đến vậy để chứng minh giá trị của bản thân. Mọi chuyện càng khó đoán hơn khi số 6 tỏa sóng vào quãng thời gian rất nhạy cảm, thời điểm hợp đồng giữa anh và MU chỉ còn lại 1 năm. Trong vòng 2 năm qua, Pogba và người đại diện của anh, Mino Raiola, không ít lần công khai ý định rời bỏ MU. Siêu cò người Italia thậm chí tung tin làm láo loạn của MU ngay trong đêm trước trận đấu quyết định của Quỷ Đỏ ở vòng bảng Champions League mùa này. Trận đấu làm khách RB Leipzig vào tháng 12 năm ngoái. Thú vị ở chỗ, đó cũng là điểm bắt đầu cho Pogba rực sáng như hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!